Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 18 tháng 9 của kênh Bóng Đá và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ hãy cùng bước vào chi tiết bản tin. Công Phượng xuất ngoại thất bại, bóng đá Việt Nam rơi vào tình trạng như Brunei và Campuchia. Việc Công Phượng không còn thi đấu ở Nhật Bản và dự kiến hồi hương khiến bóng đá Việt Nam không còn bất kỳ cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài. Đây là tín hiệu đáng báo động cho bóng đá Việt Nam. Kể từ khi Công Vinh sang Bồ Đào Nha và Nhật Bản thi đấu vào các năm 2009 và 2013, bóng đá Việt Nam bắt đầu tìm được con đường để đưa cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, khi thành tích chung của các đội tuyển đi xuống, cầu thủ Việt Nam cũng không còn nhận được sự quan tâm. Sau năm 2018, kể từ kỳ tích Thường Châu được huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên cùng đội tuyển U23 Việt Nam, làn sóng cầu thủ Việt Nam xuất ngoại bắt đầu được tạo nên. Lần lượt Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải và Văn Toàn tìm đường ra nước ngoài để thử sức với môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn. Thế nhưng, tất cả đều có kết quả chung, đó là thất bại về chuyên môn. Không ai khẳng định được tên tuổi và vị trí của mình ở các câu lạc bộ mà họ đầu quân. Gần đây, những cái tên sáng giá được kỳ vọng sẽ nối tiếp con đường xuất ngoại là Hoàng Đức hay Tuấn Hải đều lựa chọn ở lại V-League và ký vào bản hợp đồng mới có giá trị lên tới vài chục tỷ đồng. Để rồi mới đây, khi Công Phượng thông báo sẽ rời Yokohama FC, bóng đá Việt Nam chính thức sạch bóng cầu thủ ở nước ngoài. Xét trên bình diện Đông Nam Á, chỉ có đội tuyển Campuchia và Brunei rơi vào tình trạng giống Việt Nam. Nhìn sang những đối thủ tại khu vực, chắc hẳn người hâm mộ Việt Nam sẽ không khỏi chạy lòng. Philippines đang có 22 người thi đấu ở châu Âu và Mỹ. Indonesia sở hữu 21 cầu thủ khoác áo những câu lạc bộ tại nhiều giải đấu danh giá như Ngoại hạng Anh, Serie A, Bỉ hay Hà Lan. Thái Lan cũng hoàn toàn có thể lập được đội hình toàn những cầu thủ đang xuất ngoại với 12 cái tên. Đưa ra những phân tích trên để thấy, bóng đá Việt Nam đang bất lợi hơn về nguồn lực từ nước ngoài. Tất nhiên, cả ba quốc gia trên đều có chính sách nhập tịch ồ ạt, nhưng điều đó sẽ khiến đội tuyển Việt Nam ít nhiều khó khăn khi đối đầu với các đội tuyển như Indonesia, Thái Lan hay kể cả Philippines nếu họ hiệu triệu được những nguồn lực ấy về thi đấu ở các giải khu vực. Rõ ràng, việc chỉ thi đấu tại môi trường như V-League sẽ khó có thể giúp các cầu thủ cải thiện đột phá về chuyên môn. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng, Công Phượng đã tiến rất gần đến câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ thi đấu tại hạng nhất ở mùa giải này. Thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh những cầu thủ chất lượng của đội tuyển quốc gia như Văn Lâm, Công Phượng hay Hoàng Đức sẽ phải chơi ở giải đấu có chất lượng chuyên môn thấp như vậy. Điều này chắc chắn sẽ làm khó huấn luyện viên Kim Sang-sik khi ông phải dẫn dắt đội tuyển sở hữu nhiều cá nhân không có trạng thái tốt nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo ủng hộ bà con vùng lũ. Sáng ngày 17 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và thiên tai sau bão. Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Khi biết thông tin đất nước Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi cơn bão đi qua, với tấm lòng và tình cảm của mình, tôi muốn góp thêm một phần nhỏ để cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẻ chia với đồng bào vùng lũ. Từ cá nhân tôi, cho dù chỉ có một chút thôi, nhưng mong muốn góp thêm nguồn lực để hàn gắn sự mất mát của nhân dân sau bão lũ, tôi tin toàn thể người dân Việt Nam sẽ đoàn kết để vượt qua khó khăn này." Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đăng tải tâm thư động viên, chia buồn với người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Việt Nam. "Tôi xin được gửi lời chia buồn và động viên đến các gia đình đã phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Yagi trong thời gian vừa qua. Tôi được biết, hiện nhiều tỉnh thành của Việt Nam đang phải hứng chịu thời tiết cực đoan và rơi vào tình trạng nguy cấp. Nhưng tôi hiểu rằng, người Việt Nam mạnh mẽ và đoàn kết như thế nào, các bạn chắc chắn sẽ vượt qua được giai đoạn khốc liệt này. Từ Hàn Quốc, tôi vẫn đang dõi theo mọi người tại Việt Nam và mong rằng các bạn sẽ được bình an." Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người đã để lại lời tán dương cho hành động đẹp của huấn luyện viên Park. Tuy nhiên, với các học trò của ông, đây lại trở thành dịp để họ trêu người thầy yêu quý. Trung vệ Quế Ốc Hải gắn thẻ tiến linh cùng bình luận: "Tóc anh ít nhưng tấm lòng anh nhiều." Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam trong 6 năm, từ năm 2017 đến năm 2023. Ông được coi là chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với rất nhiều thành tích cao ở đấu trường khu vực cũng như châu lục. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn gắn bó với mảnh đất hình chữ S với nhiều hoạt động xã hội khác nhau. Đội tuyển U17 Việt Nam rèn quân hướng tới vòng loại U17 châu Á 2025. Chiều ngày 17 tháng 9, đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập tiếp theo trên sân bóng của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dù thời tiết có những khoảng mưa nắng thất thường, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần tập luyện của các cầu thủ trẻ. Theo quan sát của ekip Bóng Đá và Đời Sống, cao thủ có lần đầu tiên được triệu tập như Phan Đình Bách, Nguyễn Lê Quang Khôi,
Chu Ngọc Nguyễn Lực hay đặc biệt là cầu thủ Việt kiều Maxwell James Perebum đang có sự hòa nhập tốt với các đồng đội. Đánh giá về cậu học trò vừa trở về từ Australia, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ. Đầu tiên thì ở cái vị trí của em Maxwell đấy thì tôi cũng nhận được một số cái thông tin từ phía của Liên đoàn bóng đá. Và chúng tôi cũng có một cái kế hoạch để gọi em sang Việt Nam để có thể quan sát nhiều hơn. Thì cũng như vậy thì chúng tôi cũng có những cái cầu thủ người Việt Nam khác thì đều đang tập trung ở đợt này để có thể cống hiến cho đất nước. Thì cùng cái thời điểm đấy thì có thể so sánh giữa cái năng lực của em nó so với những cái cầu thủ mà đã có ở đội tuyển quốc gia. Thì đương nhiên thì luôn luôn tôi sẽ chọn những em tốt nhất và các em nó đang có cái thời gian để có thể lên tập trung. Thì tất cả những em đấy đều đang có cái thời gian mà cũng như là sẵn sàng để có thể cống hiến cho đất nước. Bởi vậy nên em đang ở đây. Thì mà tôi mong muốn đó là khi mà các em nó ở đây đều có những cái động lực và các em đang làm được cái điều đấy. Và cái đấy thì tôi muốn duy trì nó. Đương nhiên thì tôi rất là vui và hạnh phúc. Những cái ngày đầu tiên lên tập trung thì tôi lên với cái cương vị đó là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên. Thì những cái ngày tiếp theo này khi mà tôi được triệu tập dựa trên cái vai trò là huấn luyện viên trưởng thì tôi rất là hạnh phúc, rất là vui. Thì đương nhiên là cái lịch sử hoặc là cái giai đoạn mà trước đây của tôi ở Việt Nam và thi đấu ở Việt Nam thì cũng đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Và cái thời gian mà tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng như đá V-League một thời gian dài thì nó cũng hỗ trợ cho rất nhiều, nhất là về với câu lạc bộ Hà Nội. Và cái đấy thì nó làm cho tôi có một cái trải nghiệm và biết nhiều hơn về Việt Nam cũng như là con người Việt Nam và kể cả là bóng đá Việt Nam, thì cái đấy nó giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Thì đương nhiên thì tôi đến từ Brazil, tôi có một chút của Brazil và tôi cũng học ở tại Bồ Đào Nha. Và bóng đá hiện đại ngày nay thì những cái huấn luyện viên giỏi nhất trên thế giới đều là người Bồ Đào Nha. Bởi vậy nên nó cũng là một cái điều rất là tốt. Nhận định trận đấu Liman gặp Thép Xanh Nam Định tại AFC Champions League 2, 19 giờ ngày 18 tháng 9. Liman là đội bóng khá non trẻ của Hồng Kông khi mới chỉ thành lập vào năm 2017. Tuy nhiên, họ có những bước tiến rất nhanh và mới nhất là chiếc vô địch giải Hồng Kông Premier League 2023-2024 với thành tích bất bại. Tuy nhiên, họ khởi đầu mùa bóng mới không quá suôn sẻ khi thắng trận mở màn nhưng lại thua Taipo ở vòng đấu gần nhất dù vào tỷ số trước. Đối thủ của Liman trong trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League 2 là Nam Định, nhà đương kim vô địch V-League. Trong trận ra quân ở mùa giải năm nay, đội bóng Thành Nam bất ngờ thất thủ trước Hà Tĩnh với tỷ số tối thiểu. Điều này có thể giải thích bằng việc đội chủ sân Thiên Trường vắng chân sút số 1 Rafelson, cầu thủ vẫn đang trong quá trình nhập tịch Việt Nam. Mùa giải năm ngoái, Rafelson chứng tỏ tầm quan trọng khi có tới 31 pha lập công cho Nam Định. Điều đáng mừng là tiền đạo sinh năm 1997 có thể hoàn toàn ra sân trở lại trước Liman. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt còn nắm trong tay dàn ngoại binh chất lượng như Henrio, Empande, Caio Cesar và ba cái tên không được đăng ký trong trận gặp Hà Tĩnh là Lucas Alves, Lucas Silva và Wamber Mota. Nam Định hứa hẹn sẽ mạnh lên trông thấy khi những cầu thủ này cùng nhau xuất trận. Với mục tiêu tiến sâu ở giải châu lục năm nay, Nam Định sẽ nỗ lực hết sức để chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên, qua đó tiếp thêm sự tự tin cho chính mình. Giới chuyên môn nhận định, đại diện của bóng đá Việt Nam đủ sức ca khúc khải hoàn ngay trên đất Hồng Kông. Theo nhận định của Bóng Đá Với Đời Sống, Thép Xanh Nam Định sẽ giành chiến thắng trước Liman với tỷ số 2-1. Hoàng Anh Gia Lai bị kiện lên FIFA, bầu Đức lao đao vì nửa tỷ đồng. Mới đây, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bị một ngoại binh kiện lên FIFA vì lý do nợ tiền thanh lý hợp đồng. Theo đó, tiền đạo Martin Zila đã kiện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lên FIFA. Nguyên nhân là cầu thủ này cho rằng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cần trả số tiền 20.000 đô la Mỹ, khoảng 500 triệu đồng như thỏa thuận khi chấm dứt hợp đồng. Lá đơn được gửi đến phòng giải quyết tranh chấp của FIFA, yêu cầu đội bóng Phú Núi nhanh chóng thanh toán số tiền còn nợ. Ngày 30 tháng 8, FIFA tuyên bố Zila thắng kiện, buộc Hoàng Anh Gia Lai phải trả cho cầu thủ này 29.000 đô la Mỹ cộng với lãi suất. Đội bóng của Việt Nam phải thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ khi có phán quyết kể trên và nếu trễ hạn, có thể sẽ bị cấm đăng ký cầu thủ mới. Phía Hoàng Anh Gia Lai xác nhận thông tin bị kiện và đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Thời hạn để kháng cáo cũng kéo dài 45 ngày kể từ ngày có phán quyết. Zila sinh năm 1997, quốc tịch Ghana, cao 1m94 và chơi ở vị trí tiền đạo. Sau khi chia tay Hoàng Anh Gia Lai, anh vẫn đang thất nghiệp và tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. Bóng đá Việt Nam thời gian gần đây ghi nhận nhiều vụ việc bị kiện lên FIFA vì tranh chấp về tài chính. Câu lạc bộ Thanh Hóa, Hải Phòng hay mới đây nhất là Khánh Hòa đều vướng vào những vụ việc tương tự. Thậm chí, câu lạc bộ Khánh Hòa còn bị cấm chiêu mộ cầu thủ mới trong phần lớn thời gian chuyển nhượng vừa qua vì nợ tiền ngoại binh. Vụ việc giờ đã được giải quyết, đội bóng phố biển có đủ thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày thứ tư vui vẻ.